Chưa vào mùa lũ nhưng ở thượng nguồn sông Mekong đang ghi nhận dòng chảy dâng cao hiếm gặp. Liệu nước đổ về hạ lưu ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long hay không? Và người dân thì sẽ phải thích nghi và thích ứng như thế nào khi quy luật dòng chảy thay đổi? Sau đây sẽ là phân tích từ chị Xuân Anh. Mời chị. Vâng, trước tiên thì cũng phải chia sẻ với anh Tuấn Dương cũng như quý vị khán giả rằng quy luật dòng chảy ở trên dòng chính sông Mekong đang biến đổi khi mà hàng loạt các đập thủy điện đi vào hoạt động. Hiện tại, dù chưa vào mùa mưa lũ, thế nhưng do các đập thượng nguồn xả nước đã khiến cho mực nước dâng cao bất thường. Như tại trạm Gratier ở Campuchia, suốt từ tháng 2 cho đến nay, mực nước đều cao hơn trung bình nhiều năm. Thậm chí có đến 2 lần là vào đầu tháng 4 và đầu tháng 5, mực nước dâng cao lịch sử và phá vỡ kỷ lục so với cùng kỳ. Hạ lưu sông Mekong là khu vực đồng bằng sông Cửu Long hiện nay thì mực nước cũng không còn thấp như những năm trước nữa. Trạm quan trắc thủy văn thành phố Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp, mực nước đo được trong ngày hôm nay 28 tháng 5 là 1,6 m, cao hơn cùng kỳ năm ngoái 20 cm. Mực nước ở các trạm đầu nguồn khác cũng cao hơn trung bình nhiều năm. Và năm nay thì nó khá đặc biệt, nước tháng 3, tháng 4, tháng 5 là tương đối cao, cao hơn trung bình nhiều năm khoảng từ 0,2 đến 0,3 m, và cao hơn cái cùng kỳ năm 2021 là khoảng từ 0,1 đến 0,2 m. Mực nước gia tăng nên mùa khô vừa qua, đồng bằng sông Cửu Long ít chịu ảnh hưởng của xâm nhập mặn. 1 hecta lúa con phát đang sinh trưởng tốt, thời tiết thuận lợi, kỳ vọng sẽ có một vụ mùa thắng lợi. Mùa kia thì chạy một 10 ngày mới có nước, giờ chạy 7 ngày thì có nước rồi, nó sớm hơn 3 ngày. Thế nghĩa là tại sao nó sớm vậy? Tại vì nước chạy, nước nó lớn nhiều đó. 5 ngày nữa bao rồi. Theo nhận định của các chuyên gia khí tượng thủy văn, mực nước trên các sông tại đồng bằng sông Cửu Long sẽ tiếp tục duy trì mức cao trong thời gian tới. Điều này giúp đảm bảo nguồn nước tưới cho hơn 1 triệu hecta lúa hè thu tại miền Tây. Dòng chảy mùa khô có xu hướng tăng cao, vậy thì mùa lũ ở đồng bằng sông Cửu Long thì nước có về nhiều hơn hàng năm hay không, chị Xuân Anh? Vâng, thực tế thì nó lại trái ngược anh Dương ạ. Cứ đến mùa lũ thì đỉnh lũ qua các năm thì lại đang dần thấp hơn. Và điều này thì lại hoàn toàn khác hẳn với quy luật tự nhiên. Cũng lâu lắm rồi, người dân ở đồng bằng sông Cửu Long không còn thấy cảnh nước lũ tràn bờ đê, ngập trắng đồng. Đỉnh lũ thấp dần qua các năm. Nếu như trước năm 2011, cứ 4 đến 5 năm là xuất hiện một năm lũ lớn, thì chục năm trở lại đây, hầu hết là lũ nhỏ. Dự báo cái năm 2022, lũ về đồng bằng sông Cửu Long là thuộc dạng là một cái năm lũ nhỏ. Mực nước ở Tân Châu khoảng 3,4 đến 3,6. Như vậy nó sẽ dao động xung quanh báo động 1. Trong cái quy hoạch tương lai thì người ta sẽ xây dựng là khoảng 168 hồ với dung tích là 110 tỷ khối nước. Chính như vậy mà cái dòng chảy lũ của chúng ta nó thay đổi rất là lớn. Theo cái kết quả nghiên cứu của Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam chúng tôi, dòng chảy lũ nó đã thay đổi và cái tần suất lũ lớn xuất hiện ở đồng bằng sông Cửu Long hiện nay nó khoảng từ 7 đến 10%. Tức là khoảng 10 đến 15 năm sẽ xuất hiện một lần. Và trong tương lai khi mà xây dựng hết 168 cái đập và tương ứng 110 tỷ khối nước đó, lũ lớn nó sẽ xuất hiện với tần suất khoảng 1%, tức là khoảng 100 năm một lần. Và lũ lớn ở đây thì chúng ta hiểu là lũ bắt đầu từ báo động 3 trở lên. Lũ thấp sẽ đe dọa trực tiếp đến hệ sinh thái. Theo tính toán của Ủy hội sông Mekong, nguồn lợi thủy sản sẽ ngày càng cạn kiệt. Ước tính đến năm 2040 thì lượng cá đánh bắt ở hệ thống sông Cửu Long có thể giảm 40 đến 80% so với hiện nay. An ninh lương thực của toàn khu vực cũng bị ảnh hưởng khi mùa vụ và cơ cấu cây trồng sẽ phải thay đổi để thích ứng với sự biến đổi này. Mảnh đất vốn hình thành từ phù sa của sông được bồi đắp qua hàng triệu năm, khi mà quy luật dòng chảy thay đổi như thế này thì có thể sẽ gây ra những hệ quả mạnh mẽ và tác động đến toàn bộ cơ cấu nền kinh tế và an sinh xã hội của 13 tỉnh thành phố. Sông Tiền ở vùng đầu nguồn tỉnh Đồng Tháp, thấy nước lên, những ngư dân này đã khấp khởi mừng thầm. Nhưng nước lên không đồng nghĩa với việc cá về nhiều. Thực tế này đã tồn tại nhiều năm nay. Nước năm nay thì nó hơi cao hơn năm ngoái rồi, mà cá mắm thì không có, người ta đi tới Bình Dương nó mặn hết rồi. Nguồn lợi thủy sản, nguồn phù sa và đồng bằng sông Cửu Long ít dần, hoạt động tích nước bộ lũ, xả nước phát điện trong mùa khô đang làm cho hệ sinh thái vùng hạ nguồn bị đảo lộn. Để ứng phó, chính phủ nhiều năm qua đã có sự điều chỉnh cơ cấu sản xuất ở vùng đất này. Diện tích trồng lúa cần nhiều nước ngọt được giảm dần, thay vào đó là thủy sản và cây ăn trái. Hệ thống thủy lợi cũng phát triển đồng bộ theo hướng chủ động điều tiết mặn ngọt. Hệ thống đập và cái lớn cái bé, rồi cái hệ thống ở cái tiểu vùng bán đảo Cà Mau, rồi Nam Mang Thích, nó đều chuyển dịch theo cái hướng này.
chính cái này nè, nó sẽ hỗ trợ cho các tiểu vùng mà phát triển theo cái thế mạnh của mình ở cái vùng nước mặn thì đảm bảo được việc nuôi trồng thủy sản, cái vùng nước ngọt thì trồng lúa, trồng cây ăn trái và hoa màu. Mới đây, chính phủ cũng đã ban hành quy hoạch vùng đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trong đó, 13 tỉnh thành được chia thành 3 vùng sinh thái tương ứng với các điều kiện sản xuất ngọt, mặn, lợ. Đây sẽ là cơ sở để các địa phương hoàn thiện quy hoạch chi tiết sản xuất thích ứng với điều kiện thiếu nước ngọt và xâm nhập mặn ngày càng gia tăng. Vâng, để xây dựng đề án quy hoạch tổng thể khu vực đồng bằng sông Cửu Long thì Việt Nam có sự hỗ trợ rất là tốt từ phía chính phủ Hà Lan, nơi mà họ cũng có kinh nghiệm và cũng đại khái là thích ứng với biến đổi của các con sông cũng rất là tốt. Và minh chứng cho thấy rằng là đây là quốc gia đứng thứ hai trên thế giới về xuất khẩu nông sản. Vậy thì cái kinh nghiệm quý báu nhất của họ ở đây là gì, chị Xuân Anh? Vâng, thưa anh Dương, có thể nói là sau hàng thế kỷ thì người dân Hà Lan cũng đã rút ra rằng là chúng ta cần phải học cách làm sao để sống chung với thiên nhiên và học cách làm sao để cho các con sông có nhiều không gian hơn để thở. Thay vì các đập cố định, Hà Lan đã xây dựng những con đập di động như cánh cửa ngăn chiều khổng lồ này, có thể mở ra, đóng vào mà không ảnh hưởng đến dòng chảy và giao thông thủy vào cảng Rotterdam, sầm uất nhất châu Âu. Để ngăn quá trình xói lở bờ biển, Hà Lan cũng đã xây dựng đường đê biển có chiều dài kỷ lục hơn 30 km, xóa sổ vịnh Zuider, đồng thời tạo thành hồ nước ngọt khổng lồ Ijsselmeer rộng hơn 11.000 km2. Bằng kinh nghiệm của mình, Hà Lan cũng đã và đang trợ giúp đồng bằng sông Cửu Long xây dựng các công trình ngăn mặn, điều tiết lũ. Trong quy hoạch tổng thể đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, dự kiến tại Cà Mau sẽ xây dựng 52 km đê biển để chống xói lở. Đây thật sự là một đề án tuyệt vời và chúng tôi cũng tự hào khi hỗ trợ Việt Nam phần nào. Quản lý được nguồn nước và phát triển nông nghiệp bền vững thì kinh tế đồng bằng sông Cửu Long sẽ phát triển vượt bậc. Vâng, với định hướng của chính phủ và sự giúp đỡ của Hà Lan thì chúng ta sẽ cùng tin tưởng rằng là khu vực đồng bằng sông Cửu Long sẽ phát triển bền vững.